Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip cho mọi người cùng xem nhá. Mọi người có biết mình làm những clip gì thì mọi người hãy cùng theo dõi video này nhá. Còn bây giờ mình sẽ đi lấy cây về cắm trại ở ngoài đồng các bạn nhé. Đây mình có cái can rượu thì cắm trại xong rồi mình nướng đồ ăn đây luôn các bạn nhé. Đây hai thanh niên đi lấy cây chuẩn bị đốt lửa lên để tí nướng đồ ăn. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy ngoài đông người ta mới xem nhiều ấy. Nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Quay phải đẹp nhà chứ. Nhảy đi, nhảy đi. Tăng tăng tăng. Còn yes, bộ áo look green. Mọi người liên hệ Hương nha. Tí nữa uống xong rồi mấy đứa nhảy nhá. Mấy đứa nhảy đó. Áo này bên trong có màu trắng. Bộ hai lớp. Nam. Tí uống bia xong là mấy đứa nhảy nhá. Nướng cá. Uống bia xong là mấy đứa nhảy nhá. Bây giờ mình cho hai thanh niên nướng đồ ăn các bạn ạ. Còn mình làm calamen. Bây giờ mình sẽ cho hai thanh niên qua bên suối để kiếm cây các bạn ạ. Kiếm cây để cắm trại ngoài đồng luôn. Bây dịch đợt này trong đợt trong này dịch cái xoét phát là xịt máu này. Chú cho bây giờ đó. Nó bị em biết luôn này. Anh xa em như nhà không mắc. Chị biết cảm giác có gì? Cờ đời khơi. Chờ mong. Một người. Đấy mày uống rượu à? Heo đúng không? Hả? Hả? Hai đứa đánh mày uống rượu hả? Mình bác mới sạc. Mẹ đứa nào nướng đây? Không đứa nào nướng thì nướng để ông quay video tí. Đi chợ duyên. Có mấy bạn nữa hả? Có chứ. Mấy thằng đi lấy cây rồi. Thằng cò với Lâm đi rồi. Đánh bài quỳ hay bài gì đấy? Hả? Có đứa nào quỳ chưa? Chơi luôn, theo. Đéo đuổi nha. Ai quỳ? Huấn quỳ hả? Hả? Mẹ. Em vả mẹ đi. Đánh bài quá.
đánh bài kẹo hay là đánh bài gì đấy? Bài tiền bọn em không chơi đâu. Hả? Chơi búng chán nhá. Búng tay thôi hả? Không, chơi búng chim đi. Bên kia. À, thằng cháu đi chặt cây về đấy, cắm trại ăn nhậu và nướng cá tại đây nhá mọi người nha. Anh em mọi người cùng mình chờ xem nhé. Không lấy được cây tre hả? Không lấy được cây tre hả? À, nhiều gai quá phải không? Cây này cũng được không sao đâu. Chỗ này nó dễ hơn. Ừ, cây này cũng được. Bốn cây làm kiểu bốn cây mà sáu cây làm kiểu sáu cây. Đấy. Cây tre hơi bị gai, nhiều gai á. Cho nên là chặt hơi khó. Mà như mình là mình không mặc cái đồ dài này, mình không lội được đâu. Rồi xem con chó bơi qua nào. Cảm ơn mấy đứa là con chó qua đây. Qua đây, trời ơi chó của ai vậy? Ấy giời ơi giời. Nhìn chó bơi à. Rồi vác cây về nhà thôi, vác cây về nhà làm thôi. Rồi bây giờ đi. Bây giờ mình sẽ đi dựng cái lều các bạn nhé, dựng cái lều để chu bóng mát đấy. Rồi ngoài này thì nắng quá. Cái lều xong mình sẽ nướng đồ ăn các bạn nhé. Lấy chật xong lâu mà bên này thì khó lấy. Vừa này anh chưa lấy rồi. Ôi, rất khó. Có gió rồi mới cháy to. Đấy, cây cắm trại là hiện tại mình là đủ cây nhá mọi người nhá. Còn cây này mình sẽ chặt đôi ra nhá. Cái cây sống nhá. Số này. Số nhiêu? 5. Con bị gan luôn đó. Bao nhiêu? 8 này cô. Hello. Phương. Bài bia đi. Bà bia không? Chơi bà bia không? Đâu, bia đâu? Đấy, bia đấy, cả đống đấy. Thôi, mình chạy. Sao? Thế bà uống bia đi, đúng rồi. Uống rượu cũng được. Đây, rượu đây. Đi phụ mấy hàng dựng trại cho chú ấy. Chơi bài. Làm thử thách 24 giờ ngoài đồng luôn. Đâu ăn mì đâu, có mời mọi người ăn mì à? Chơi uống bia nè. Trời ơi. Đúng rồi, bây giờ hai thanh niên dựng lều đi. Ai mà uống say không về được thì về nhà lấy cái xe rùa về chở nhá. Có say không? Có lên mặt không? Bố bất tử luôn à? Thế ở đây là đứa nào là uống giỏi nhất? Thiện à? Còn Thiện. Hương là sao? Thiện. Sao Hương quay lưng? À, Hương đang ăn à? Hương uống đi không? Thiện cân hết hề. Thiện hết à? Cô Linh Nhiên này tên gì ra? Mày gì đấy? Mới thành niên uống can rượu gần hết rồi đây. Uống rượu hết. Uống gần hết rồi. Kia nó.
Rồi xem là cái bạt à. Làm ở đây đi hả? Thôi mày đừng cắn nữa. Ừ. Bỏ vào trong này đi. Anh kia bảo cái gì, tao có 10 con. Đây, 10 con đúng không? Là 3 con. Tao có đủ mấy mấy nhóm ở kia là phải để nhiều. Xòe ra tao đốt. Chữ ngang này nhỉ? Ờ. 4 cây đủ chưa? Cái này đất lúng là cắm xuống ở á, cắm xuống đó, cắm xuống đó, có ba rồi, ba nhét một chuồn nó sẽ ra, ba đánh lạnh. Đường đã nhóm xong, bây giờ mình sẽ nướng đồ ăn thôi các bạn ạ. Còn đều xong rồi mình sẽ nướng đồ ăn mọi người nhá. Hai mươi bốn giờ ở ngoài đồng nhá. Hôm nay làm 24 giờ ở ngoài đồng nhá. Đó, xem chú chó kìa, nó cũng ngồi ở đây để tham gia luôn đấy. Ôi giời ơi, gió nhiều quá. Ôi giời. Lùi cái chiếu ra ngoài tí đi, bởi vì gió cái lửa nó tạt ra. Rồi ok rồi. Ủa Phương ấy đói thì về à? Cá này nướng đồ ăn. Rồi ok, tí qua tí ra nhá. Còn đây là đạo diễn nha, đạo diễn để hướng dẫn cho hai thanh niên kia dựng cái lều nhá mọi người nhá. Rồi thanh niên áo trắng này rồi chuẩn bị nướng đồ ăn. Rồi để cho thanh niên ăn đứng đồ ăn. Chắc rồi. Rồi bây giờ cháu kéo cái bàn này ra. Kéo cái bàn này do cái chiều rộng phát là mình cắm luôn. Không cần phải trước gì hết. Kéo đi cháu bò. Kéo đi. Ơi, chào. Hello, chào mọi người đi. Nhìn vào đây. Ngại camera. Rồi nhìn ta biết mà. Ờ đúng rồi, cá lóc nướng tắm bia. Nước bia nhá. Không một hay không hai. Rồi ok rồi đấy. Ôi, bây giờ là đi sang xem cháu Nam nướng cá tới đâu rồi. Ôi, mạnh nhộ. Gió như vậy liệu có ổn không? Sợ gió quá nó bay cả bạt. Bay được đâu. Lấy kén lúc nãy mình căng xuống nha. Rồi thấy chưa, tới chưa? Cắm thẳng bên kia. Đó làm hai cái ngàm đúng rồi, bên này cái nữa. Rồi, phải xoay. Ok. Ui giời. Quá tuyệt vời luôn.
Chuẩn chuẩn. Thanh niên say rượu. Thanh niên say rượu. Nhìn vào đây thanh niên. Thanh niên. Thanh niên say rượu. Chiều cao cũng không khiêm tốn nhưng mà vẫn được đấy. Có lẽ là gì? Làm sao đừng để nó tụt xuống nào. Ui, không lạnh. Rồi, bây giờ qua góc bên này. Thì thử lại. Bên một. Wow, lạnh quá. Huấn xe rượu. Huấn xe rượu, nhìn vào đây. Sao cứ né né này? Nhảy đi, nhảy đi, tăng 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 tăng. Nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Ôi ôi ôi. Đấy, thành cái diều rồi. Thành cái diều rồi. Nhồi quá đi. Sao cứ phải ngại nhỉ? Đúng rồi, mạnh mẽ lên chứ. Mạnh mẽ lên, đó, như Huấn này. Huấn say rượu thế này. Vitamin Sài Gòn với Tiger. Việt Tiger. Nắng quá bên kia lại trùng xuống. Đấy, thanh niên. Đi lấy nước ra đây. Ôi trời ơi, bộc bênh bộc bênh. Ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Còn chó cũng tham gia kìa. Điều thằng anh à. Chó cắn chim kìa. Kìa kìa kìa, đấy. Trời ơi, trời ơi. Bốn người giữ bốn góc lại. Giữ bốn góc lại. Gió nhiều quá. Bốn người đi giữ bốn góc nha. Mấy người giữ cột. Thôi bốn người giữ bốn góc nhá, đổ đấy. Ui, trời ơi. Nữa này, nữa này. Em quay nó kiểu trời ơi.
Gió nhiều quá mọi người ơi. Làm cái lều vất vả quá, gió quá mọi người. Nam bị say rồi. Đập nhá, đập con gì, con bên này. Đấy, rồi đó. Ok. Rồi, cho đất xuống, cho đất xuống. Cho đất xuống. Đi về mà. Hả? Tiền về. Bây giờ đứa nào thì mua cho chú ít dây kém được không nhỉ? Kém đây này chú, từ từ đợi tao tí. Không, lấy dây kém to á. Lên. Bật cuốn này nhanh lên bà con. Cái này là gì không? Gì à? Có một tao uống hết rồi còn gì này à? Lấy tại đây mà uống hết rồi. Ghê thật. Mày không cá nè. Đang chỗ nào à? Gì ở đâu? Mở ra đi. 2, 3, vô. Vậy lấy nhiều ra gió đây nè. Chú ơi. Chị luôn nè, chị luôn nè. Uống này. Uống bia luôn, còn mấy chục lon. Còn 2 lon. Cái tao uống rượu. Có chó cái khía dạ? Cạnh nông thôn không? Người với chó ở nhau đó không? Chó ngủ chung đâu. Ở nông thôn này chó với người thân thiện. Nó chó nhảy không? Nhảy không? Nói không? Chẳng qua nó bệnh nó không dám vào chiếu rồi chứ. Thôi. Vào chiếu rồi. Nó khiêm tốn nó không dám vào chiếu đâu. Uống rượu đây mọi người. Nó lấy đồng cá rồi. Đây. Đấy, rớt rồi. Trời ơi, có kia đi, có kia đi. Mày về uống rượu đây. Có chứ. Đây. Ăn đi. Rồi đưa cho bác trước nha. Thế là chưa chín lắm nữa. Mở bia đấy. Chưa? Mở bia đây. Hương mở bia cho bố cái. Ủa, ngon quá. Quân xuống đây uống rượu này. Cho cái đầu này. Ngon tuyệt. Vô. Vô nào. Vô nào. Vô. Vô. Anh vào. Bà hả em. Vô, trời ơi. Cháu. Đây. Mời mọi người nhá. Mời mọi người. Cũng về chỗ này. Rượu nhá mọi người nhá. Ừ. Shiba. Còn quá. Ôi trời đã quá. Có về rồi. Còn chó đi theo ăn đầu. Chó ăn canh. Cho nó uống lon bia với. Nó ăn canh xương với cái đầu để quăng da đấy. Đấy nó ăn kìa. Cây da cháy nữa. Cây với ngoài đi. Ăn miếng da, ăn cây đâu mà. Ăn miếng da cháy mới sướng này. Chấm ma chanh muối chưa? Cái thằng uống gì uống bia hẳn chứ ăn mồi nhá. Đúng rồi. Đứa nào không uống nào. Bốc tay hơi mất vệ sinh tí nhưng mà mình tay mình bỏ mồm mình không chắc không sao ha. Mấy thằng mà cầm chó vô thì ai cầm chó đừng có mua đấy nhá. Tay sạch lắm em ơi, rất là vệ sinh luôn. Vệ sinh. Cầm ăn trong YouTube này ăn khổ phải đúng. Đúng rồi. Cái này tay mình tự bốc vào mồm mình không sao đâu. Dám mất trời quá, tiêu đỉnh thôi. Tiêu ớt. Đây phải quên này như là vô đây. Đúng rồi, vô đi. Rồi mời chú kênh Hoàng Linh Vlog. Rồi. Mời chú kênh Hoàng Linh Vlog. Về hai thằng người YouTuber. Rồi. Đây. Quá. Rồi, ông cháu. Ô cỏ đâu rồi? À YouTuber uống nước suối. Đi về rồi. Thành khi uống không làm trò ấy chứ kịp cảm ơn nó đi về rồi à. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Đó rồi đi chứ.
thanh niên kia uống nó ôm chai rượu nhưng mà vàng vàng đấy. Bây giờ thanh niên lái tàu đi về nhà kiếm chỗ nhậu tiếp. Sao con chó chê đầu cá nó không ăn đầu chả cá? Nó đấy 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 giục xuống em ăn. Khi nào nó giận nó không ăn không? Ăn đi. Cái chủ kênh ăn sao không ăn mà đi ra ngoài đó đứng vậy? Đây rồi, nó gọi ăn xương thì ai ăn thành ngon quá cái đồ thì ta ăn, nếu ăn giận luôn này. Cuối cùng là đã hoàn thành cái trò. Cho mày bọn này nữa này. Ui, thế này quá ngon rồi ấy. Hơi vất vả nhỉ. Gió quá nhỉ. Nó làm trời tay đất không mà nó còn bốc cá ăn được mà. Quá. Ớn thật sự ạ. Đứa bẩn nhiều. Bẩn cả con cá lóc quá. Nhất. Hô cá nào, hô cá cho có khí thí nào. Rồi, hai đi. 1, 2, 3, dô. 2, 3, uống. Hô nhẹ thôi. Cái này không chịu hô. Hô, hô, hô gặt khổ quá. Hô thôi mới có khí thế đúng như là dân nhậu chứ.